chương 361, lý do này được đó, Lê Văn Vân buồn cười nhìn anh chàng này. Lần đầu tiên anh nhìn thấy thì dáng vẻ dũng mãnh và uy nghiêm của anh ta hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại. Giờ anh ta giống như một con chó đang ngoe nguẩy đuôi. Thật là hai bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trong một gia đình như gia đình họ Hoàng này lại có thể nuôi dưỡng và phát triển nên một người có tính cách như vậy thì thật buồn cười. Tuy rằng nơi đó gọi là sòng bạc ngầm, nhưng thật ra đó chính là một thế giới ngầm. Hoàng Gia Gia Hùng Hồn nói, nơi đó đúng là một thế giới thu nhỏ dưới lòng đất, có quán bar karaoke, sòng bạc, hội đấu giá, vân vân. Thứ gì cũng có. Đương nhiên Lê Văn Vân đã biết tất cả những điều này. Trước kia, nơi đó là một căn hầm trú ẩn của lực lượng kháng chiến chống Nhật và nó đã được đào rất lớn. Sau đó có lẽ là trong những năm đầu, một người đã mua lại toàn bộ khu đất và mở rộng nó một lần nữa. Nó đã được trang trí lại để tạo thành một sòng bạc ngầm dưới lòng đất vào thời điểm đó quy mô của nó tương đối nhỏ và chỉ những người giàu có mới đến nơi này để đánh bạc dần dần những người giàu có đi vào đó bắt đầu tăng lên chính vì vậy mà họ bắt đầu tự nấu nướng đồ ăn ở dưới đây và cùng với sự phát triển thì hợp chất đơn giản bắt đầu biến thành hợp chất phức tạp thế là nền sản xuất công nghiệp ra đời bao gồm cả thư pháp cổ và trợ tranh rất nhiều thứ khai quật được bên trong lặng lẽ bán ra từ từ hình thành một thế giới nhỏ dưới lòng đất audio điện tử võ tấn bền. Nói về điều này, Hoàng gia gia hào hứng cho biết, tất nhiên, điều tôi thích nhất là môn hát quyền của họ. Bà nội nó, cái đó còn kích thích hơn nhiều so với giải UFC, giải chung kết võ thuật hỗn hợp. Anh ta liếc nhìn Hoàng Thi Kỳ và nói, nhưng chị Thi Kỳ không nên đến đó xem. Nơi đó quả đẫm máu và không thích hợp với con gái như chị đâu. Rõ ràng, ông cụ Hoàng và Hoàng Hân đã không nói với anh ta về chuyện người gác đêm nếu anh ta biết Hoàng Thi Kỳ là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt thì không biết bây giờ anh ta có bỏ của chạy lấy người hay không. Mỗi ngày cậu đều đi đến đó à? Lê Văn Vân hỏi. Không phải vậy đâu, thỉnh thoảng tôi chỉ đi một lần thôi. Hoàng gia ra nói, chủ yếu là để gặp mặt bạn bè của tôi. Nhắc đến chuyện này thì anh ta lại nói tiếp, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh làm quen một vài người trong chúng tôi, Lúc đó anh chỉ cần nói tên chúng tôi là có thể tung hoành ngang dọc ở bất cứ nơi đâu tại đất Yến Kinh này. Lê Văn Vân tò mò hỏi, "Là những ai vậy?" Ngoài tôi ra, còn có Vương Hàn Lâm của nhà họ Vương, Quách Phí Thịnh của tập đoàn của tập đoàn Phong Vân và Tôn Lượng của nhà họ Tôn. Hoàng Gia ra nói, "Chúng tôi biết nhau từ khi học mẫu giáo và chúng tôi đều là bạn cùng lớp cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Hoàn cảnh gia đình của chúng tôi khá tốt, cho nên rất nhiều người gọi chúng tôi là bốn cậu chủ ở Yến Kinh." lê văn vân hoàng thị kỳ cái quái gì mà bốn cậu chủ ở yến kinh chứ lê văn vân dùng cái mông của mình để nghĩ cũng biết đây chính là thế hệ thứ hai giàu có của bốn ông chủ giàu có nhất yến kinh này nói họ là tứ đại lụa là thì sẽ chính xác hơn mấy người là tứ đại lụa là thì có lê văn vân cạn lời không biết nói sao cho phải e hèm hoàng gia gia vừa lái xe vừa nói anh nói vậy cũng được nhưng tính ra chúng tôi vẫn còn tốt chán chứ không giống như mấy tên cậu ấm ăn chơi trác táng kia. Dù chúng tôi tiêu tiền tán gái nhưng chúng tôi không ép buộc bất cứ ai cả. Tất cả đều là tự nguyện. Hơn nữa, anh thử nghĩ lại xem, trong nhà chúng tôi có nhiều tiền như thế mà chúng tôi lại không có việc gì làm thì không quần là áo lượt thì còn làm gì nữa chứ. Lý do này được đó, Hoàng Thi Kỳ cũng cạn lời với anh ta. Tóm lại lúc đó tôi sẽ giới thiệu họ với hai người. Nếu hai người ở Yến Kinh có gặp chuyện gì bất chắc cứ nói tên của chúng tôi ra, nhất định sẽ có ích đấy. Hoàng gia ra tươi cười hớn hở nói. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của anh, thôi được rồi. Lát nữa cậu có thể dẫn chúng tôi vào trong là được. Chúng tôi chỉ muốn có thể tự mình đi dạo một vòng thôi. chương 362 chúng ta có quen biết nhau không? Chẳng mấy chốc họ đã đến trước một cánh cổng sắt, có mấy người cũng đang đứng ở chỗ cánh cổng, sau khi nhìn thấy Hoàng Gia Gia họ cũng vội vàng chào hỏi. Sau đó cánh cổng sắt mở ra. Chúc cậu Hoàng chơi vui vẻ, nhất định hôm nay sẽ toàn thắng đầy túi và hai tay ôm hai người đẹp. Người đứng ở cửa nói. Nghe vậy, cả Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đều mỉm cười nhìn anh ta. Hoàng Gia Gia vội vàng trợn mắt nhìn rồi sau đó lấy từ trong ví ra hai nghìn tệ, đưa cho mỗi người một nghìn và nói, đừng nói nhảm. Ông đây là người đàn ông nghiêm túc đó. Đương nhiên hai người kia vui mừng đến mức cười tô tuét và nói, chúng tôi biết mà, chúng tôi biết mà. Kèm theo đó là tiếng mở cánh cổng sắt, khung cảnh vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi động. Sau cánh cổng sắt là cảnh tượng thật bề thế, một vùng ánh sáng rực rỡ trói lòa hiện ra. Dưới lòng đất này được trang hoàng rất đẹp, nhìn thật xa hoa lộng lẫy. Hoàng gia ra nhanh chóng kéo Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đi vào, anh ta vội họ khù khụ, à đúng rồi, mọi thứ trong sòng bạc ngầm này đều được giao dịch bằng tiền mặt và thanh toán trực tuyến không được chấp nhận. Nếu hai người muốn chơi thì tôi sẽ đưa cho hai người một ít tiền. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, bây giờ tôi chưa cần tới, chúng tôi chỉ cần đi tham quan để mở mang kiến thức là được rồi. Nếu muốn chơi thì tôi có thể đến phòng số 9, khu vực quán bar để tìm cậu. Hoàng gia ra hơi ngượng ngùng vội e hèm nói, vậy thì đến lúc đó anh có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi, nếu không tôi sẽ rất khó xử đó. Lê Văn Vân cười khanh khách, anh biết rằng anh chàng này chắc chắn sẽ gọi công chúa đến phục vụ rượu hoặc gì gì đó nữa và ước tính rằng anh ta sẽ chơi rất cởi mở. Anh sờ mũi và nói, được rồi. Sau khi bàn xong, Hoàng gia ra nóng lòng nói, vậy anh đi tham quan trước đi, tôi đi chơi trước đây. Nói xong anh ta chạy ra xa khỏi Lê Văn Vân và lao vào sòng bạc dưới lòng đất, sau vài lần quẹo thì anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của Lê Văn Vân. Chắc chắn tên nhóc này đang làm chuyện xấu, Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói, Lê Văn Vân, anh bớt quấn lấy cậu ta đi. Ừm, tôi cũng không muốn quấn lấy cậu ta, Lê Văn Vân sờ sờ mũi của mình, đi thôi, chúng ta đi tham quan nào. Sòng bạc ngầm này có ba tầng, tầng một là tầng lớn nhất, có rất nhiều khu vực, quán bar, karaoke, chợ đồ cổ, đủ thứ trên trời dưới đất. Tầng thứ hai là nơi dành cho dân chơi cờ bạc thuần túy. Tất nhiên, số tiền đánh bạc tối thiểu là trên một ngàn nhân dân tệ, còn tầng thứ ba là nơi dành cho hắc quyền. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đến đây chủ yếu là họ xem có gặp được người của Hồng Nguyệt và bóng tối hay không. Họ bắt đầu dạo quanh tầng một. Ngay khi bọn họ rời đi thì phía sau Lê Văn Vân, cánh cổng sắt lại mở ra. Sau đó hứa giang từ ngoài cửa bước vào, anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thì hai mắt anh ta hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm mai. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ dạo một vòng và đi đến khu vực đồ cổ. Ồ, đây không phải là Lê Văn Vân sao? Đúng lúc này, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói, đã mấy năm không gặp, sao anh lại đến sòng bạc ngầm yến kinh của chúng tôi vậy? Lê Văn Vân quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện phía sau mình có một người đàn ông gầy gò đang đứng đó, anh ta trông như khoảng 30 tuổi. Anh có quen không? Hoàng Thị Kỳ nhíu mày hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nguồi nguội. Thậm chí người kia không có một chút ấn tượng nào trong tâm trí anh sau đó anh hỏi anh là ai chúng ta có quen biết nhau không anh là ai chúng ta có quen biết nhau không lê văn vân bất ngờ hỏi đầu tiên người đàn ông gầy gò kia hơi sửng sốt sau đó khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận nói giả vờ cái gì cậu giả vờ với tôi nữa xem anh nhận nhầm người rồi lê văn vân bất lực nói chật chật xem ra cậu quả thực không nhớ tôi rồi nhưng tôi lại nhớ rất rõ tôi đã từng hận không thể lột ra rút gân cậu Người đàn ông gầy gò đó nghiến răng nghiến lợi nói, năm năm trước, chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp ở tập đoàn phong vận, nhớ không? Ồ, không đúng, khi ấy tôi nhớ là tôi là cấp trên của cậu, sau đó vì cậu mà ông đây đã bị tập đoàn phong vân sa thải. Lê Văn Vân cầm nín, anh vẫn có ấn tượng về tập đoàn phong vân. chương 363, anh quen biết bọn họ à? Trên mặt Lê Văn Vân hiện lên một chút ngại ngùng, anh gãi đầu nói, được rồi, là tôi nhớ nhầm những hình như giữa tôi với anh không có mâu thuẫn gì. Chuyện anh thôi việc liên quan gì đến tôi? Hừ, một tiếng cười khẩy một tiếng, đáp không liên quan gì đến cậu. Cậu giả bộ làm bạch liên hoa hả? Lúc đầu ở tập đoàn phong vận, khó khăn lắm tôi mới lên được chức quản lý không lớn không nhỏ. Khi ấy tập đoàn phong vân và ngân hàng Tân Hải có một dự án hợp tác, hợp tác đó rơi vào tay của tổ chúng ta. Tôi còn tưởng sẽ do tôi phụ trách, nhưng không ngờ dự án hợp tác đó lại được giao cho một người mới như cậu đương nhiên là tôi thấy không phục rồi lúc đó ngày nào đến công ty cậu cũng đi muộn về sớm dựa vào đâu chứ ngô tiến chế nhạo sau đó tôi đến gặp quản lý cấp cao để phản hồi tôi nghĩ chắc chắn cậu đã tặng quà cho người đứng đầu hợp tác đó nhưng ông đây lại bị sa thải không lý do lê văn vân lúc đó quả thực ngày nào lê văn vân cũng đi muộn về sớm nhưng đều là đi điều tra manh mối hơn nữa khi ấy hai bên đứng đầu hợp tác với nhau mục đích cũng là để bảo vệ lãnh đạo cấp cao của nhau chuyện này chắc chắn sẽ được giao cho lê văn vân và hoàng thi kỳ nhưng thằng nhãi này lại chạy đi báo cáo không bị sa thải mới là lạ con mẹ nó là anh tự làm tự chịu liên quan chó gì đến tôi lê văn vân thầm mắng ngô tiến khoe khoang nhưng sau khi bị sa thải tôi đã tự thành lập một công ty trong khoảng thời gian mấy năm nay công ty của tôi cũng đã đạt được quy mô mấy nghìn vạn. Chúc mừng anh nhé." Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, "Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi loanh quanh trước đây." Đứng lại, Ngô Tiến cười khẩy nhìn Lê Văn Vân, nói, "Cậu dựa vào đầu mà có thể đến Sòng bạc ngầm này." "Cậu tưởng tôi không biết hả? Sau khi tôi bị sa thải, cậu cũng bị công ty sa thải, với năng lực làm việc của cậu hoàn toàn không thể kiếm được đồng nào, rốt cuộc cậu đã vào đây bằng cách nào?" nói rồi anh ta nhìn sang hoàng thị kỳ nói chẳng lẽ là cậu dựa vào phụ nữ hả người đẹp tôi nói cô nghe con người lê văn vân chẳng có bản lĩnh gì đâu tốt hơn hết là cô nên tránh xa cậu ta một chút hoàng thị kỳ mỉm cười sau đó nắm lấy tay lê văn vân dựa cả người vào người anh nói nhưng tôi thích đàn ông như vậy đấy làm sao đây sắc mặt ngô tiến rất khó coi anh ta trừng mắt nhìn lê văn vân nói quả nhiên cậu là một tên phế vật vô dụng Bây giờ còn bắt đầu dựa dẫm phụ nữ. Lê Văn Vân nhún vai, cũng lười nói gì với anh ta, anh kéo Hoàng Thi Kỳ đi, nói chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân, lúc đầu vì cậu mà tôi mất việc, tôi vẫn luôn muốn trả thù cậu, mà cậu còn dám quay lại Yến Kinh. Sau này chúng ta cứ chờ mà xem, Ngô Tiến lên tiếng hăm dọa. Ở Sòng Bạc Ngầm này, anh ta không dám gây chuyện, an ninh của chỗ này vô cùng tốt ngay cả người như hoàng gia gia cũng không dám gây phiền phức quá lớn ở đây nhìn bóng lưng của lê văn vân và hoàng thi kỳ sắc mặt ngô tiến lộ ra vẻ hằn học ngô tiến đúng lúc này sau lưng có người vỗ vai anh ta ngô tiến quay người lại khi nhìn thấy người ở đằng sau vẻ mặt anh ta hơi thay đổi bác sĩ hứa đúng vậy sư phụ của hứa giang rất có tiếng tăm ở yến kinh danh tiếng rất lớn đồng thời cũng bao gồm một số đồ đệ của ông ta, ở Yến Kinh bọn họ đều có chút danh tiếng. Còn hứa giang, tuy còn trẻ nhưng khá giỏi y thuật, sư phụ của anh ta cũng đã từng nói thẳng, hứa giang là đệ tử mà ông ta tự hào nhất. Top chuyện hay nhất, cự long thức tỉnh đệ nhất kiếm thần lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý rể quý trời cho xà đại nhân vương phi bướng bỉnh là thần y nghịch tập, sủng nhanh còn kịp chàng rể quyền thế chiến lang ở rể tham gia facebook group để đọc sớm nhất. Trường 364, hiểu thêm một chút về lịch sử rất có lợi cho ông đấy. Nói đến đây, anh ta hơi nheo mắt lại, người gác đêm sao? Không biết anh ta số bao nhiêu nhỉ? Anh ta lẩm bẩm, đáng tiếc là anh đã chọc phải tôi, làm hỏng chuyện tốt của tôi, dù anh có là người gác đêm cũng phải bị tối tóm được. Cùng lúc đó, ở vùng lân cận thành phố điện ảnh Yến Kinh. Thành phố điện ảnh được coi là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Yến Kinh, kiến trúc của nơi đây đều mang phong vị cổ xưa, môi trường cũng rất tốt quan trọng nhất là bạn có thể gặp được các ngôi sao lớn ở nơi này ví dụ như lúc này trong một khách sạn nào đó ở thành phố điện ảnh tần tuyết nhi đang ngồi trên đời của một người đàn ông trẻ tuổi cả người cũng sắp dán sát lên người anh ta người đàn ông đó ôm eo cô ta cùng nhìn về nơi cách đó không xa vị trí đó là một phim trường đang quay cảnh đêm anh trai anh xem vai nữ chính của bộ phim đó vốn dĩ là của em bây giờ lại bị cướp mất Lưu Giai lại có được vai nữ phụ. Tần Tuyết Nhi lẩm bẩm, bây giờ kẻ phụ tình hoàng gia gia kia cũng không quan tâm đến em nữa, chia tay với em rồi. Lông mày của người đàn ông đang ngồi kia hơi nhíu lại, sau đó anh ta cười khẩy, nói, Tuyết Nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, những thứ hoàng gia gia cho em anh cũng có thể cho em. Loại người như hoàng gia gia chẳng có chút bản lĩnh gì hết, hoàn toàn không thể so bì với anh. Mặc dù ngân hàng Tân Hải có tiền hơn nhà anh, nhưng hoàng gia gia có thể bỏ ra được bao nhiêu cũng khó nói, anh ta hoàn toàn không quan tâm chuyện trong gia đình. Đúng vậy, anh Đường Đường là người thừa kế của nhà họ Tạ Cơ mà. Tần Tuyết Nhi nói. Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên vẻ kiêu ngạo, anh ta nhìn xuống dưới, nói, không phải là đại chế tác sao? Em đi chọn kịch bản và đạo diễn đi, anh sẽ kéo nhân mạch cho em, anh đảm bảo là em sẽ còn nổi hơn trước. Tần Tuyết Nhi bĩu môi nói, vẫn chưa đủ. Anh có thể phong sát lưu dai không?" Người đàn ông nọ cau mày. "Hai, anh không làm được hả?" Tần Tuyết nhi cười khổ một tiếng, nói "Thôi được rồi. Không làm được, bây giờ chẳng qua cô ta chỉ là một ngôi sao nhỏ ở tuyển 18, cũng chính là danh tiếng hơi hơi lớn nhưng fan hâm mộ lại ít đến đáng thương. Phong sát cô ta chẳng phải rất đơn giản hay sao?" Người đàn ông kia cười lạnh, nói. Cùng lúc đó, ở ngoài ô của Yến Kinh, trong một tiểu khu Lâm Thiếu Hoa đang ngồi trong phòng khách, trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ quả quyết, tiếng đồng hồ chuyển động kêu tích tắc tích tắc. Vết sẹo trên mặt ông ta trông hơi gớm ghiếc, lông màu cau chặt lại, luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quyết kia, dường như có vẻ bồn chồn không yên. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lâm Thiếu Hoa vội vàng chạy tới mở cửa. Ở cửa, một bóng người cường tráng lực lưỡng cao gần 2 mét đứng ở trước cửa trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ poker, trong tay anh ta cũng cầm một bộ bài tây, cả người trông có vẻ hơi cứng đờ. Giản Hưng, cậu đã đến muộn 3 phút sau giây, Lâm Thiếu Hoa hơi xoắn suýt, nói. Đúng vậy, khuôn mặt poker đang đứng trước mặt Lâm Thiếu Hoa là Giản Hưng người đứng đầu trong danh sách sát thủ ngầm, từng là người gác đêm số 0, cũng là kẻ phản bội người gác đêm. Giản Hưng ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất cứ sao động nào. Anh ta liếc nhìn Lâm Thiếu Hoa, giọng điệu khàn khàn, nói, đám sát thủ các người đều là những kẻ có tâm lý biến thái. Đúng vậy, mặc dù Lâm Thiếu Hoa không có trong bảng sát thủ, nhưng ông ta giống với Bùi Ninh Tùng, đều có xuất thân là sát thủ. Ông ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng, có quan niệm về thời gian rất mạnh. Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ hả? Lâm Thiếu Hoa cười khẩy, nói. Giản Hưng nhìn quanh bốn phía, bước vào phòng, đồng thời đóng cửa lại anh ta bước tới ghế sofa rồi ngồi xuống, vừa nghịch bộ bài tây trong tay vừa nói, ông khiến tôi thất vọng thật đấy, đến một vương giai kỳ cũng không xử được. Vậy sao, Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn anh ta, nói cậu biết người từng là người gác đêm số không đã xuất hiện ở Lâm Hải, bản thân cậu không dám đi nên mới để tôi đi. Không phải tôi không dám đi, chỉ là tôi không muốn xảy ra xung đột với người gác đêm, chỉ vậy mà thôi. Tay giản hưng hơi động đậy, một lá bài của bộ bài tây trong tay anh ta bắn ra, rơi xuống mặt bàn. Đừng phí lời nữa, hiện giờ Vương Giai Kỳ đã rời Lâm Hải rồi, làm thế nào đây? Lâm Thiếu Hoa hỏi, hơn nữa, tôi cũng không hiểu, tại sao nhất định phải để người của nhà họ Vương tham gia vào? chương 365, sao nào? Có vấn đề gì à? Là cậu Hoàng Gia Gia bảo tôi đến tìm hai người, nhân viên phục vụ mỉm cười nói, sau đó đưa một tấm thẻ nhỏ làm bằng ngọc bích và một tấm thiệp mời, nói tấm thẻ này là vé vào cửa của buổi đấu giá tại tầng 1 của chúng tôi. Cậu Hoàng đã nói nếu hai người có hứng thú thì có thể đi tham quan một chút, nếu nhìn chúng món đồ nào cũng có thể chọn, đến lúc đó cậu Hoàng sẽ thanh toán cho các vị. Lê Văn Vân kinh ngạc, Hoàng gia gia này là thật giàu có và quyền lực. Nói rồi, nhân viên phục vụ lại đưa một thiếp mời khác cho Lê Văn Vân, nói đây là thiếp mời khách VIP của sàn đấu quyền anh ngầm ở tầng 3. Trận đấu quyền anh của hôm nay bắt đầu lúc 12 giờ. Lê Văn Vân gật đầu. Quả thực trận đấu quyền anh ở tầng 3 phải có vé vào cửa mới có thể vào. Tầng 3 không lớn lắm, chỉ có sức chứa khoảng mấy trăm người. Vì thế vé vào cửa này cũng khá đắt đỏ. Đương nhiên, đối với những người có thể đến sòng bạc ngầm này thì giá của vé vào cửa vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là muốn có được một tấm cũng là một chuyện tương đối khó khăn. Cảm ơn cậu ta giúp tôi nhé." Lê Văn Vân nhận lấy thẻ ngọc và vé vào cửa. Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp nói chúc anh chơi vui vẻ. Đợi nhân viên phục vụ rời khỏi, Hoàng thị Kỳ bĩu môi, nói, người đứng sau sòng bạc ngầm này đều từng là xã hội đen. Bây giờ làm sòng bạc ngầm này, thế mà đám nhân viên phục vụ cũng chuyên nghiệp như vậy. Lê Văn Vân sờ mũi, nói, đều là vì kiếm tiền mà thôi. Đi nào, đến sàn đấu giá xem xem. Ừm, uhm, Hoàng thị Kỳ gật đầu. Hai người họ nhìn nhau ra hiệu, cùng đi đến sàn đấu giá. Không bao lâu sau, Bọn họ đã đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Cái gọi là sàn đấu giá là một cái lán khá lớn được xây dựng ở tầng 1. Nhưng lúc này vẫn chưa mở cửa mà đã rất nhiều người đang tụ tập ở cửa vào. Trong tay bọn họ đều cầm thẻ ngọc, đứng đợi ở đó, đợi buổi đấu giá khai mạc. Yêu cầu để vào sàn đấu giá cũng khá lớn, người bình thường đến sòng bạc ngầm chơi hoàn toàn không thể vào được. Sau khi hai người kia đến đây, bọn họ đứng quan sát những người đang có mặt ở cửa ấy u đúng lúc này một âm thanh vang lên lê văn vân quay đầu lại nhìn phát hiện một tiếng đang đứng cách đó không xa anh ta nhìn lê văn vân nói cậu cũng đến sàn đấu giá à lê văn vân cau mày nhìn anh ta hỏi sao nào có vấn đề gì à phụt một tiếng cười lạnh nói cậu biết điều kiện để vào sàn đấu giá ngầm này không người như cậu mà cũng muốn vào đây á đến tôi còn không lấy được vé vào cửa anh không vào được thì tôi cũng không vào được hả? Lê Văn Vân nhìn anh ta, thấy hơi buồn cười. Thấy biểu cảm cười mà như không cười của Lê Văn Vân, một tiếng chế giễu, ha, buổi đấu giá ngầm này mỗi lần chỉ đấu giá 3 món ngũ phẩm. Thứ được đem ra đấu giá vô cùng đắt, mỗi lần chỉ có 50 chỗ ngồi. Chỉ có nhân vật lớn thực thụ mới có đủ tư cách vào cửa thôi. Người như cậu dựa vào đây mà đòi vào đây. Lê Văn Vân kinh ngạc, anh không ngờ điều kiện đấu giá của sòng bạc ngầm này lại hà khắc như vậy mặc dù 5 năm, năm trước anh đã đến đây vài lần, nhưng lúc đó anh cũng chưa đến chỗ này bao giờ. Nói rồi, một tiếng nhìn Hoàng Thị Kỳ, nói, trừ phi vị mỹ nữ bên cạnh cậu đây là thiên kim của hào môn thế kỷ ở Yến Kinh. Không phải, Lê Văn Vân nhún vai đáp. Hừ, tôi đã nói rồi, thiên kim tiểu thư thực thụ của hào môn thế kỷ làm sao có thể thích cậu được. Một tiếng cười khẩy, nói tôi khuyên cậu một câu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng ở đây mất mặt mất thể diện hoàng thi kỳ nhìn anh ta hỏi không phải anh cũng không vào được sao vậy anh ở đây làm gì ngô tiến ngẩn người sau đó mặt anh ta hơi đỏ lên đáp tôi ở đây xem họ đấu giá món đồ gì không được sao đợi lát nữa sẽ có buổi phát sóng trực tiếp ở cửa đúng là có bầy một màn hình lê văn vân nghe anh ta nói vậy liền không kìm được lộ ra ý cười trên mặt ngô tiến phát giác được ý cười của lê văn vân ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tức tối nói cậu đang cười nhạo tôi hả Đúng rồi đấy, Lê Văn Vân cười, thừa nhận luôn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 366 Đao Lam Tinh. Ngay sau khi người đó nói, rất nhiều người đang đứng chờ ở đó liền đứng dậy. Bọn họ tự giác đi về phía cửa, vừa giơ tấm thẻ ngọc của mình lên vừa bước vào bên trong. Hứa Giang cười gần một tiếng, sau đó rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngọc, dơ lên vẫy vẫy khiêu khích Lê Văn Vân, dường như đang nói tôi có này, anh có không? Lê Văn Vân sờ mũi. Ngô Tiến đứng ở đó, những đám nhân vật lớn kia từng người từng người một bước vào bên trong hội trường buổi đấu giá. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tựa như đang thầm thế thốt rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày mình cũng phải vào đó xem thử. Nghe anh ta nói vậy, Lê Văn Vân thấy hơi buồn cười. Người đi đôi đi ba với nhau rất đông, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, sau đó hai người họ cũng đi về phía cửa. Ngô Tiến nhìn thấy hành động của Lê Văn Vân, nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng bước đến lối vào, anh ta liền được mặt ra, sau đó chế diễu, thẳng nhãi vô liêm sỉ. Đương nhiên là Lê Văn Vân nghe thấy câu này, anh bước tới cửa, mà trong túi ra một tấm thẻ ngọc, nhân viên kiểm tra ở cửa ra hiệu mời vào với hai người họ. Sau đó, Lê Văn Vân quay đầu lại, hô hô tấm thẻ ngọc trong tay với Ngô Tiến, nói, đợi lát nữa sau khi tôi ra, xem anh chạy một vòng quanh tầng một thế nào. Ngô Tiến đờ đấn, đầu óc lập tức nổ tung cậu ta, thể mà cậu ta lại có thẻ ngọc. Anh ta đã nhìn thấy rõ ràng, Lê Văn Vân rút thẻ ngọc ra, không phải là Hoàng Thi Kỳ lấy ra. Anh ta cảm thấy đầu mình có chút nghĩ không thông. Trong khoảng thời gian 5 năm, chẳng lẽ người đã từng là cấp dưới của anh ta lại trở thành một đại lão thực thụ? Không, không thể nào, anh ta vội vàng lắc đầu, nói nếu cậu ta thật sự lợi hại như vậy, người trẻ tuổi như cậu ta đã được coi là hình mẫu cho các doanh nhân trẻ từ lâu rồi chắc chắn là gia cảnh của cô gái bên cạnh cậu ta vô cùng tốt. Nhưng tại sao người có gia cảnh tốt lại nhìn chúng cậu ta? Ngô Tiến cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đã vào bên trong, anh ta nghiến răng. Sau khi vào hội trường đấu giá, Lê Văn Vân phát hiện ra nơi này rất lớn, thừa sức chứa được 50-60 người. Mỗi một vị trí đều vô cùng rộng rãi, đều có ghế sofa, ngồi lên cũng rất thoải mái sau khi anh và Hoàng Thị Kỳ ngồi xuống hàng ghế phía sau, có người đi tới kiểm tra thẻ ngọc của bọn họ một lát, sau đó phát cho họ một tấm biển, bên trên viết số 50. Theo lời Ngô Tiến nói, một lần chỉ có 50 người có thể vào đây, hiển nhiên bọn họ là người cuối cùng. Sau khi bọn họ vừa ngồi xuống, cánh cửa ở phía sau liền đóng lại, sau đó đèn trên sân khấu phía trước cũng được bật lên. Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc rất mát mẻ cầm micro chậm rãi bước lên sân khấu, cô ta cúi chào với tất cả mọi người nói sản đấu giá ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu tiếp sau đây chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm đầu tiên nói rồi một nhân viên bước lên sân khấu với một chiếc hộp dài anh ta từ từ dựng chiếc hộp lên giá sau đó mở chiếc hộp đó ra bên trong chiếc hộp một thanh đao trông cực kỳ tinh xảo được đặt trong đó long cong nhân viên nang thanh đao dài ra dưới ánh đèn thanh đạo này hiện lên một loại ánh sáng màu xanh nhạt Lam Tinh. Lúc này Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ chấn động. Đao Lam Tinh. Phải, vũ khí lớn mà người gác đêm thường dùng là song đao. Trong thế giới ngầm, có một danh sách các vũ khí. Phá không và vô danh của Lê Văn Vân đều có tên trong danh sách, phá không đứng thứ bảy còn vô danh nằm ở vị trí thứ hai. Trường 367-800 triệu. Bản thân Hoàng Thi Kỳ cũng có song đao mặc dù đao của cô ta cũng được tính là rất tốt nhưng cũng không được coi là vũ khí nổi tiếng gì vì thế lúc nhìn thấy thanh đao lam tinh kia trong mắt cô ta lóe lên tôi nhất định sẽ mua nó cho cô bất kể là bao nhiêu tiền lê văn vân nói đúng vậy loại vũ khí nổi tiếng đỉnh cấp thực thụ này đủ để tăng sức chiến đấu cho hoàng thi kỳ hơn nữa loại vũ khí này vốn không phải thứ có thể dùng tiền để đo đếm được đương nhiên cùng với sự ra hiệu của nhân viên phục vụ hiện trường cũng trở nên náo động gần như tất cả mọi người đều trộn rộn dục dịch đám người này phần đều là phú hào thực thụ hơn nữa còn là kiểu phú hào khá đẳng cấp bọn họ không am hiểu về giá của thanh đao này chỉ cảm thấy nó là một thanh đao vô cùng sắc bén giá trị siêu tầm thực sự rất cao chỉ có một số ít người biết nhìn hàng lúc này trong ánh mắt họ đều hiện lên vẻ hưng phấn ví dụ hứa giang đang ngồi ở hàng ghế đầu khá gần sân khấu anh ta liếm môi một cách thèm thuồng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh đao lam tinh. Lúc này, người dẫn chương trình cũng lên tiếng, đao lam tinh, giá khởi điểm là 5.000 vạn. Mỗi lần ra giá giá cả cách nhau không dưới 1.000 vạn. 6.000 vạn, 7.000 vạn. Gần nhau sau khi người dẫn chương trình vừa dứt lời đã có rất nhiều người không ngừng giờ biển hiệu của mình lên. Ngoài cửa cũng có không ít ghế ngồi, một tiếng ngồi ở đó, nhìn màn hình trước mặt bên trên đang chiếu tình hình trên sân khấu và giá cả ngay lúc đó. Khi nhìn thấy mức giá khởi điểm, anh ta liền trợn tròn mắt há hốc mồm. Giá khởi điểm này đã vượt quá tài sản dòng hiện tại của anh ta. Mà giá vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhưng sau khi qua mức 100 triệu, người ra giá dần dần ít đi. Đúng vậy, đối với đám phú hào trong kia, giá trị của thanh đao này cũng chỉ là để siêu tầm mà thôi. Dù bọn họ có là đại lão hay nhân vật lớn gì gì đó, giá vượt quá 100 triệu bọn họ cũng thấy không đáng. Cuộc cạnh tranh giá vẫn đang diễn ra, chỉ còn mấy người mà thôi. Bọn họ vẫn không buông bỏ, giá cả cứ thể tăng vọt. 100 triệu 5 nghìn vạn, 100 triệu 8 nghìn vạn, 200 triệu. Giá của thanh đao đang không ngừng tăng lên. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ ngồi cùng nhau, ánh mắt hai người họ vẫn được coi là bình thản. Trong hội trường, ngay cả những đại lão thực thụ của Yến Kinh hay trên toàn quốc khi nhìn thấy giá này, bọn họ cũng hơi sững người. Rất nhiều người đang thảo luận bàn tán. Má, bọn họ điên rồi à, chỉ là một thanh đao thôi mà. Tôi thấy hơi khó hiểu, giá vẫn không ngừng tăng, sắp 500 triệu rồi, còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điên rồi, đều điên cả rồi. Dù là trong buổi đấu giá này cũng hiếm khi xảy ra cảnh tượng điện cuồng như vậy. Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại, anh nhìn Hoàng Thị Kỳ, nói, buổi đấu giá này rất đáng giá đấy, bây giờ những người vẫn đang điên cuồng ra giá chắc hẳn đều là những người biết nhìn hàng. Hay nói cách khác, hẳn là đa phần bọn họ đều là người của thế giới ngầm. Hoàng thị Kỳ gật đầu, sau đó hỏi, bây giờ giá đã lên đến 600 triệu rồi, anh có tiền không? Lê Văn Vân mỉm cười nói, dù có phải cược cả tập đoàn Hán Vũ, tôi cũng phải lấy được thanh đao đó cho cô. Chương 368, là thằng nhãi này à? vị số 29 ra giá 1 tỷ. Giọng của người dẫn chương trình run rẩy một cách kịch. Liệt, bọn họ không ngờ thanh đao này lại có thể đấu giá cao đến như vậy. Trong buổi đấu giá này, có không ít món đồ có giá trị cao được đem ra đấu giá. Nhưng đa, phần những món đồ giao dịch thành công có giá cao nhất cũng chỉ rơi vào khoảng 400 triệu. Mà bây giờ, thanh đao này lại có giá cao như thế. Hiển nhiên là gần như tất cả mọi người đều quen anh ta, có người ngẫm nghĩ rồi nói, không ngờ bác sĩ hứa cũng ra tay rồi. Không biết bọn họ nghĩ cái gì nữa. Nghe nói bác sĩ hứa luyện võ, đoán chừng anh ta thích những vũ khí này đi. Dù sao tôi cũng thấy không đáng. Tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên không ngớt. Vị số 19 vừa ra giá trước đó là một người đàn ông trung niên. Trên mặt ông ta hiện lên một tia xoắn suýt, nghiến răng nói, đợi chút, tôi gọi một cuộc điện thoại. Nhưng đây là buổi đấu giá, đương nhiên sẽ không đợi ông ta trên sân khấu người dẫn chương trình nói một tỷ lần thứ nhất một tỷ lần thứ hai chiếc búa trong tay cô ta cũng đồng thời được giơ lên đúng lúc này lê văn vân mỉm cười giơ tấm biển trong tay lên giọng nói của anh vang lên trong hội trường buổi đấu giá hai tỷ giọng lê văn vân rất bình tĩnh anh nhàn nhạt nói hai tỷ cha hiện trường lập tức trở nên náo động cái giá này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu tiếp tục tăng giá thì cũng thôi đi, dù sao giá cả đã nâng lên đến mức như hiện tại, bọn họ đều thấy hơi tê dại rồi. Nhưng lần tăng giá này là một phát gấp đôi luôn, điều này khiến tất cả mọi người đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bao gồm cả hứa giang, lúc này anh ta cũng được mặt ra. Vừa rồi, trên khuôn mặt anh ta còn nở nụ cười, trong lòng cũng đang thầm chế giễu đám phú hào kia, nghĩ, một đám ngu ngốc không biết nhìn hàng, dùng 3.000 tỷ mua thanh đạo này, bất kể là mình tự sử dụng này hay bán lại cho đám người ở thế giới ngầm đều có thể kiếm lại được một món tiền lớn. Nhưng bây giờ, có người đã lên tiếng rồi, hơn nữa còn trực tiếp ra giá gấp đôi. Hứa Giang là bác sĩ, danh tiếng của anh ta ở Yến Kinh rất lớn, anh ta phục vụ cho rất nhiều phú hào, hơn nữa giá cả cũng rất đắt đỏ. Có không ít phú hào cũng sẽ trả cho anh ta phí chữa trị cực kỳ đắt để cứu lấy mạng sống, cộng thêm xuất thân danh môn, sư phụ của anh ta cũng là người khá giàu có. Nhưng anh ta không phải loại giàu có thực thụ, một tỷ tệ gần như đã là tất cả tài sản của anh ta rồi. Lúc này, giá mà Lê Văn Vân đưa ra lập tức khiến anh ta thấy hơi bất lực. Hầu như tất cả mọi người đều hướng sự chú ý của mình về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đưa tay lên che mặt mình theo bản năng, Hoàng Thi Kỳ ở bên cạnh cũng vậy. Bọn họ không muốn bị người khác nhìn thấy ngoại hình của mình lắm nhưng liếc mắt một cái hứa giang đã nhận ra Lê Văn Vân. Là thằng nhãi này à, ánh mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Đồng thời, những người đã ra giá trước đó cũng nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt vô cùng không có thiện ý. Đây là vũ khí đứng top 10 trong bảng vũ khí ở thế giới ngầm đó, hoàn toàn không phải thử có thể dùng tiền để đo lường được. chương 3692 hai là vì, quá sốc, được, Tổng Giám Đốc Hàn, tôi mượn món tiền đó của anh lúc về tôi sẽ nói với sự phụ tôi, nhất định sẽ trả lại cho anh, hứa giang nghiến răng nói, 2 tỷ mốt. Lê Văn Vận cười gần, lại dở chiếc biển lên, nhàn nhạt nói, 3 tỷ. Anh trực tiếp chặn cứng lời của hứa giang, mỗi lần ra giá đều hơn gần cả tỷ. Lần tăng giá này lại khiến hiện trường náo động. Má nó, điên thật rồi, đúng là điên thật rồi. Chàng trai này có lại lịch thế nào? Dùng 3 tỷ mua một thanh đao, đây là 3 tỷ tệ đó, chúng ta có bao nhiêu người có thể lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy? Đó là ba tỷ tiền mặt, không phải là một dãy sốt. Con mẹ nó đúng là hào khí ngút trời. Hứa giang cũng được mặt ra, trên trán mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra. Lê Văn Vân bày ra bộ dạng này là đang muốn cạnh tranh sức đầu mẻ chán với anh ta, anh nhất định phải có được thanh đao này. Đúng vậy, Lê Văn Vân đúng là có suy nghĩ này, thậm chí còn không tiếc lấy cả tập đoàn hãn vũ ra đó là công ty có giá trị hàng trăm tỷ trên thị trường bây giờ chẳng qua mới chỉ là ba tỷ mà thôi ba tỷ lần thứ nhất ba tỷ lần thứ hai người dẫn chương trình vẫn đang mong chờ mong chờ có người đưa ra giá cao hơn giá thành giao càng cao tiền hoa hồng của cô ta nhận được cũng càng nhiều nhưng điều khiến cô ta hơi thất vọng là không có ai ra giá cao hơn nữa cũng không có chủ động cho hứa giang mượn tiền nữa bọn họ biết năng lực của hứa giang trả một tỷ có thể vẫn còn cơ hội nhưng nhiều hơn nữa thì anh ta có muốn cũng rất khó hơn nữa hầu hết mọi người cũng cho rằng tiêu hơn một tỷ để mua một thanh đao là không đáng thanh đạo này nhìn cũng không phải món đồ cổ vô giá gì chỉ sắc bén mà thôi hơn nữa vừa nhìn đã biết là đồ công nghệ hiện đại giá trị siêu tầm cũng không cao người dẫn chương trình thở dài một hơi nói ba tỷ lần thứ ba con chiếc búa trong tay cô ta lập tức đập xuống sau đó, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái giá này cũng đủ rồi, so với giá giao dịch cao nhất của sàn đấu giá này đã gấp gần mấy chục lần. Tiền hoa hồng mà cô ta nhận được cũng khá khủng khiếp. Sắc mặt hứa giang rất khó coi, anh ta quay đầu nhìn chầm chầm vào Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn anh ta với vẻ khinh thường. Quan hệ của anh và Hoàng Tông thực rất tốt, hứa giang tính toán với ông ta, bản thân anh cũng thấy không vui. Tốt nhất là hứa giang đừng chọc vào mình, nếu anh ta dám thì mình cũng không ngại dạy dỗ anh ta một chút. Sau khi lần đấu giá đầu tiên kết thúc, nhân viên đã nhanh chóng ôm món đồ đến đưa cho Lê Văn Vân. Sau khi đưa tận tay Lê Văn Vân, anh ta mỉm cười nói, "Thưa anh, mời anh đưa thẻ ngọc cho chúng tôi một lúc." "Ba, không phải trả tiền trực tiếp sao?" Lê Văn Vân hỏi, anh đã lấy sắn thẻ ngân hàng kim cương của ngân hàng Tân Hải ra. "Không cần ạ," à, nhân viên phục vụ nói, "vì số tiền giao dịch của buổi đấu giá tương đối lớn." Trên thẻ ngọc đều có đăng ký tên thật, sau khi giao dịch hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành thanh toán một cách riêng tư ạ." Lê Văn Vân ngẩn người, thế lực của sòng bạc ngầm này quả nhiên lớn hơn anh tưởng tượng, thế mà lại không sợ người ta ôm tiền chạy mất. Nhưng ngay sau đó anh cũng hiểu ra, người có thể vào đây, sau khi đăng ký tên thật, sản nghiệp của bọn họ đều còn đó, muốn tìm cũng không khó. Anh gật đầu, đưa thẻ ngọc cho nhân viên, nhân viên lấy một chiếc máy không biết là máy gì ra nhét thẻ ngọc vào để kiểm tra một lát. Lúc nhìn thấy tên của Hoàng gia ra hiển thị trên máy, đầu tiên anh ta hơi ngẩn người, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu nói, xong rồi. Anh ta trả lại thẻ ngọc cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó đưa chiếc hộp cho Hoàng Thị Kỳ ở bên cạnh. Hoàng Thị Kỳ phấn khích mở chiếc hộp ra, vuốt ve vỏ đao tinh xảo, hai mắt lấp lánh. Bên ngoài hội trường của buổi đấu giá Ngô Tiến đứng ở đó, trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, hàm dưới của anh ta cũng sắp rớt xuống đất và kinh ngạc. Anh ta nghiến răng, quyết định rời khỏi chỗ này. Một là vì sợ lát nữa Lê Văn Vân bước ra sẽ chế nhạo anh ta. Hai là vì, quá sốc, ba tỷ, chương 373 tỷ đấy, đó là ba tỷ đấy. Chẳng mấy chốc mà buổi đấu giá đã đi đến phần cuối, món đồ cuối cùng cũng là đồ cổ, không có quá nhiều sức hấp dẫn với Lê Văn Vân. Lúc còn chưa kết thúc, bọn họ đã rời khỏi địa điểm đấu giá từ sớm mục đích ra ngoài của bọn họ là muốn xem những người ra giá lúc trước đi như thế nào sau đó theo dõi muốn điều tra lại lịch của bọn họ điều khiến bọn họ ngạc nhiên là sau khi những người kia đi ra có rất nhiều người cũng cùng đi ra ngoài lê văn vân chép miệng nói ha có vẻ như đã bớt một chút rắc rối cho chúng ta đám người này hình như muốn cướp đồ hoàng thi kỳ cười nói hình như là vậy Họ muốn đi theo thì trước tiên cứ để bọn họ đi theo đi. Sắp 12 giờ rồi, chúng ta lên tầng 3 xem một chút. Lê Văn Vân gật đầu. Hai người họ lên tầng 3, đưa cho người gác cửa ở tầng 3 xem giấy mời, sau đó người gác cổng dẫn bọn họ đến một phòng ba của tầng 3. Vừa bước vào, hai người đã phát hiện ra Hoàng gia gia đang ngồi trong đó, bên cạnh anh ta còn có hai người đẹp. Rõ ràng là anh ta đã uống rất nhiều rượu, nhưng lúc này anh ta lại rất tỉnh táo không hề say xỉn một chút nào nhìn thấy lê văn vân và hoàng thi kỳ bước vào anh ta bước tới nói với lê văn vân với vẻ mặt thê lương anh vân của tôi ơi tôi bảo anh đấu giá đồ không phải là mua món đồ đắt như thế ba tỷ anh muốn tôi chết hả tôi xong đời rồi lần này đoán chừng ông nội tôi thật sự sẽ đóng bằng thẻ ngân hàng của tôi mất đúng vậy anh ta đã nhận được tin rồi ba tỷ đấy đó là ba tỷ đấy vốn dĩ anh ta tưởng nếu như lê văn vân chỉ đấu giá mấy thứ chừng mấy nghìn vạn thì có lẽ anh ta còn có thể chấp nhận được qua hôm nay anh ta đã thật sự nhận thấy chị gái và ông nội của mình vô cùng yêu thích lê văn vân hơn nữa quan hệ của họ còn rất tốt họ cực kỳ tin tưởng anh vì vậy anh ta mới định bỏ ra mấy nghìn vạn để lấy lòng lê văn vân thiết lập quan hệ với anh sau này nếu như anh ta có chọc đến hoàng hân và hoàng tông thực thì có thể nhờ lê văn vân nói giúp nhưng anh ta không thể nào ngờ Lê Văn Vân lại đấu giá đồ có giá trị lên đến 3 tỷ. Dù là bản thân Hoàng Gia Gia anh ta thì cũng chưa chắc có thể một lần lấy ra được chừng đó tiền. Từ khi anh ta tốt nghiệp đại học cho đến nay, anh ta cũng chưa từng tiêu pha nhiều như thế. Trên thực tế, Hoàng Gia Gia mở công ty giải trí, bản thân anh ta cũng ăn chơi vô độ nhưng sau mấy năm ăn chơi, anh ta không những không tốn tiền mà ngược lại tiền trên tài khoản còn nhiều thêm được một ít anh ta có ngân hàng Tân Hải làm chỗ dựa, anh ta muốn mở công ty thì sẽ có vô số người mang tiền đến đầu tư, dù cho chỉ vì muốn lấy lòng ngân hàng Tân Hải mà thôi. Còn Lê Văn Vân thì lại lấy mất của anh ta 3 tỷ chỉ trong một lần, sao anh ta có thể chịu cho nổi? Anh ta nhìn biểu cảm của Lê Văn Vân mà nước mắt chỉ muốn rơi xuống thôi. Tôi xong đời rồi, xong thật rồi. Hoàng gia ra nói, 3 tỷ đấy, nhất định ông nội tôi sẽ đánh gãy chân tôi cho xem khi tôi quay về thì ông ấy sẽ mắng tôi là đồ phá ra sau đó thì sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi lê văn vân và hoàng thi kỳ đều bật cười lúc này lê văn vân mới sờ lên mũi và nói yên tâm đi tôi sẽ chi khoản tiền này khi nào họ tìm đến cậu thì hãy liên lạc với tôi đến lúc đó tôi đến quẹt thẻ là được rồi hoàng gia ra, ra ngay mặt ra sau đó hỏi với vẻ bán tín bán nghi thật vậy sao đương nhiên là thật rồi chắc chắn tôi sẽ không gài cậu đầu lê văn vân vuốt nhẹ lên mũi anh em tốt hoàng gia ra cười he he rồi choàng vai bá cổ lê văn vân họ ngồi xuống với nhau trong phòng bao và nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ của phòng bao thực tế thì chẳng có gì đáng để xem cả lê văn vân còn tưởng là người của thế giới ngầm đang đánh nhau nhưng thật ra chỉ là một vài cao thủ đánh bốc tự do bình thường mà thôi thậm chí bọn họ còn chưa từng luyện võ nữa đương nhiên là nó vẫn khốc liệt hơn những trận đấu võ bằng tay chân chính thức mấy người đó bị đánh đến mức máu me be bét dường như rất nhiều người đã bị đè nén lâu ngày nên khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì họ đều như được giải phóng đến cực độ lê văn vân xem thêm một lúc nữa thì cảm thấy rất vô vị anh nói với hoàng gia gia tôi và thi kỳ đi trước đây chuyện này chẳng thú vị gì hết địch thế mà còn không thú vị hả kích thích biết bao nhiêu hoàng gia gia phấn khích nói cũng được có hai người ở đây tôi cũng không tiện làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 371 người gác đêm. Chính vào lúc đó, bọn họ đã cảm nhận thấy tốc độ bước đi của năm sáu người phía sau lưng họ đã tăng lên rất nhiều. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ khẽ nở nụ cười trên khóe môi. Rất nhanh sau đó, năm sáu người đó đã xông lên, bao vây lấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ. Lê Văn Vân khẽ vuốt mũi, ngước đầu lên liếc nhìn mấy người đó. Phần lớn những người đó đều là người trung niên, nếu phải so sánh thì Hứa Giang là người là người trẻ nhất. Đúng vậy, Hứa Giang cũng có mặt trong đám người đó, anh ta cười thâm hiểm rồi nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, nhóc con, không ngờ đúng không? Có chuyện gì sao? Lê Văn Vân hỏi lại với vẻ mặt không cảm xúc. Đương nhiên là có chuyện rồi, hôm nay anh đã làm hỏng chuyện tốt của tôi ở nhà họ Hoàng, lại còn giành mất Đao Lam Tinh trong cuộc đấu giá nữa. Hứa Giang cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, anh nói xem tôi nên tính món nợ này với anh sao đây hả không biết anh định tính thế nào lê văn vân cười tiết mắt nhìn anh ta và hỏi cũng tự tin lắm đấy hứa giang nhìn lê văn vân rồi nói đại khái tôi cũng có thể đoán ra được anh đến từ đầu nhưng hôm nay anh đừng hòng rời khỏi anh ta vẫn chưa nói dứt câu thì hoàng thi kỳ đã đột ngột ra tay mặc dù cô ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn những lúc ra giá thì họ đã biết đám người này không phải là nhân vật lớn gì nếu như là chùm thì sẽ không đến nỗi không trả được giá cao hơn 1 tỷ rồi. Điều đó có nghĩa là dù cho trong số họ có người của Hồng Nguyệt thì chắc cũng chỉ là những nhân vật không quan trọng mà thôi. Thân là người gác đêm số 2, đương nhiên Hoàng Thi Kỳ cũng là một trong số những người đứng đầu của thế giới này. Có thể cô ta không thể sánh vai với người ở đẳng cấp như Lê Văn Vân nhưng cô ta cũng không phải dạng mà bọn tôm tép có thể chống đỡ nổi. Gần như chỉ trong vòng chưa đến 10 giây thì tiếng rên la thảm thiết đã không ngừng vang lên, hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống đất chỉ còn lại mỗi mình hứa giang là đang đứng ở đó mà thôi lúc này anh ta đã hơi ngây người ra mặt anh ta đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi anh ta từng luyện võ nên anh ta biết rất rõ lúc nãy khi hoàng thi kỳ ra tay đã đáng sợ đến mức nào lúc nãy anh nói gì cơ tôi đừng mơ rời khỏi đâu hả lê văn vân hỏi nửa câu sau đó của hứa giang đã nghẹn lại ở cổ bởi sự tấn công của hoàng thi kỳ lúc này anh ta nhìn khuôn mặt cười như không cười đó của lê văn vân thì không kiếm được mà phải nuốt nước bọt thầy của tôi là hầu diệu trần là bác sĩ nổi tiếng của yến kinh đấy lúc này anh ta không kiềm được nên đã lên tiếng anh ta biết rõ mình không phải là đối thủ của hoàng thị kỳ hơn nữa đến bây giờ lê văn vân vẫn còn chưa ra tay tôi mặc kệ thầy của anh là ai lê văn vân cười khinh bỉ một tiếng xiết sao hoàng thi kỳ hỏi Hứa Giang nghe thấy Hoàng Thi Kỳ hỏi như thế thì té ngồi bệch ngay xuống đất. Anh ta thật sự đã thấy run sợ, nếu như Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thật sự muốn giết anh ta thì anh ta biết mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chuyện đó thì không cần đâu. Lê Văn Vân vuốt nhẹ lên mũi rồi nói, ông cụ Hoàng cũng không nói là phải giết anh ta. Lúc chiều tôi thấy ông cụ Hoàng cũng kiêng nể thầy của anh. Ta, không cho tôi ra tay, nhưng không ngờ cái tên nhóc này lại chủ động chạy đến sinh sự với chúng ta. Tôi cảm thấy nếu như không đánh cho anh ta một trận thì sẽ có lỗi với anh ta đấy. Để cho anh ta nằm viện vài tháng đi. Bụp, bụp, bụp. Tiếp ngay đó, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đã đánh và đấm cho Hứa Giang một trận. Hứa Giang không ngừng rên la, cuối cùng thì đau quá nên ngất đi. Sau khi đánh cho anh ta một trận thì Lê Văn Vân vuốt nhẹ lên mũi rồi kiểm tra sơ người của mấy người còn lại. Chuyện khiến họ cảm thấy bất ngờ đó là họ đã không tìm thấy người nào có hình xăm của Hồng Nguyệt. Điều này có nghĩa là mặc dù những người này là người của thế giới ngầm nhưng không phải là người của Hồng Nguyệt. Không ngờ lại không có thu hoạch gì. Hoàng Thi Kỳ trao mày và nói. Lê Văn Vân cũng thở dài một hơi rồi nói, cứ tìm như thế thì hơi phiền phức. Ngày mai tôi bảo Phạm Nhược Tuyết sát tôi đến lãnh địa của người gác đêm một chuyến thử. Hoàng Thị Kỳ gật đầu rồi nói, được, vậy chúng ta quay về trước đã lúc hai người họ về đến cổng nhà thì đã khoảng một giờ sáng lê văn vân mở cổng ra lúc họ vừa mới đi vào trong thì chân mày của lê văn vân và hoàng thi kỳ hơi trao lại hoàng thi kỳ bất giác quay người bỏ chạy số hai đã gặp nhau rồi mà còn chạy nữa à một giọng nói dõng dạc từ trong nhà vang lên cùng lúc đó ở giang thành đỗ tịch tịch từ từ kéo vali ra khỏi sân bay sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đó hứ cái tên lê văn vân đó lại chạy đến yến kinh mất rồi đột nhiên hiểu nguyệt nói có việc bận phải đi vùng khác khảo sát bây giờ cũng chỉ còn có mình mình ở lại giang thành thôi thật là vô vị mà cô vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi sân bay cô chủ một người đàn ông trung niên đứng ở cổng ra vào nhìn thấy đỗ tịch tịch bước ra thì vội vàng hét lớn lên đỗ tịch tịch bước qua đưa vali cho ông ta sau đó hai người họ cùng đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà đến chỗ của tổng giám đốc Giang hay là về nhà của cô ạ?" À. Người đàn ông trung niên hỏi. "Giờ đã trễ quá rồi, về thẳng nhà tôi đi." Đỗ Tịch Tịch nói. Chương 372, vô địch thế kỷ. Về chuyện xảy ra với Giang Thành, Lê Văn Vân hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, anh đưa mắt nhìn về phía người ở trên ghế sofa trong phòng, chân mày hơi nhíu lại. Hoàng Thi Kỳ liền xoay người muốn chạy trốn. Số 2, gặp cũng gặp rồi, còn chạy trốn gì nữa? một giọng nói trong phòng bình tĩnh phát ra. Hoàng thi kỳ cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng nói, ông nội trác. Còn biết gọi ông là ông, một ông già hừ lạnh một tiếng từ trong phòng. Ông ta thoạt nhìn qua rất già, đầu tóc hơi bạc, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, nhưng khi ngồi thì thân thể rất thẳng. Ông ta tên là Trác Nhất Minh, là quân đoàn trưởng của người gác đêm hoa hạ, cũng là người có địa vị cao nhất trong đó. Đương nhiên, ông ta còn có một biệt hiệu khác, gọi là vô địch thế kỷ. Đúng vậy, vô địch thế kỷ. Nói cách khác, chắc nhất mình chính người có năng lực võ thuật cao nhất trên thế giới này, đến nỗi không ai chi phối được. Tất cả bản lĩnh của Lê Văn Vân đều là do ông ta cùng với mấy ông già bà cả khác dạy. Bọn họ là nhóm người gác đêm sớm nhất ở Hoa Hạ, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chiến dịch. Ngồi ở bên cạnh Trác Nhất Minh là một ông già non bộ dáng rất ngây ngô. Hiền hậu ông ta vui vẻ nằm trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười trông không hề giống chắc nhất minh. Nhưng Lê Văn Vân biết ông già tên Vương Hồng này mới là đầu tàu thật sự của người gác đêm. Những quyết sách then chốt của người gác đêm hoa hạ đều do ông ta làm ra cả. Ông tới đây làm gì? Lê Văn Vân sờ sờ mũi, hỏi. Hừ, câu hỏi tôi tới chỗ này làm gì hả? Chắc nhất minh hừ lạnh một tiếng, đáp về câu hỏi thử Hoàng Thị Kỳ sau cái nhiệm vụ ba năm trước cậu mất trí nhớ thì tôi cũng không quan tâm, nhưng Hoàng Thi Kỳ thì nó làm cái gì? Ba năm rồi, suốt ba năm cũng không biết trở về thăm lão già này một lần. chương 373 còn thật sự muốn. Được rồi, nói chuyện chính đi. Lê Văn Vân nhìn Vương Hồng và Trác Nhất Minh, nói, hai người các ông đích thân đến Yến Kinh là có chuyện lớn gì à? Ừ, quả thực nghe ngóng được một ít tin tức. Vương Hồng nói, chỉ là thời gian còn chưa xác định mà thôi, nhưng là có thể rõ ràng việc này không thua gì lần náo động 6 năm trước. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ liếc nhau một cái. Lần náo động 6 năm trước, Lê Văn Vân trở thành người gác đêm số 0 của Hoa Hệ, là đánh một trận ở thế giới ngầm mà chân chính thành danh. Bao lâu, anh hỏi. Dài thì một năm, ngắn thì nửa năm, Vương Hồng bình tĩnh trả lời, nếu đến thời khắc mấu chốt, chảm hồng đạo sẽ ra khỏi vỏ. Cho nên lúc này đến đây cũng là bàn giao. Chân mày Lê Văn Vân nhíu chặt, anh đưa mắt nhìn về phía Trác Nhất Minh. Trảm hồng đao, cái tên số một trên sách vũ khí là thanh đao thuộc về Trác Nhất Minh. Tuy là ông ta có danh xưng vô địch thế kỷ, nhưng cũng có người nói, đời này của ông ta, sinh mệnh cạn kiệt, chỉ có thể vung ra một đao, mà đạo này chém xong, Trác Nhất Minh nhất định sẽ chết. Nếu như trảm hồng đao tuốt vỏ, người gác đêm sau này sẽ giao vào trong tay cậu. Vương Hồng nhìn Lê Văn Vân, khẽ mỉm cười, nói tiếp lần này cậu điểm danh chọn ra mấy người để tôi xem thử ngô nhiều kia căn cơ cũng không tệ rèn luyện cho tốt thì có thể kham nổi nhiệm vụ lớn về phần khương vĩ thì đầu óc cũng được lắm để đích thân tôi bồi dưỡng cậu ta đừng có làm như để lại di ngôn vậy lê văn vân khoát tay nói ít nhất còn thời gian nửa năm vẫn còn sớm lắm vương hồng cười cười nói cho nên chúng tôi không cho cậu trở về người gác đêm cũng có nguyên nhân này để cho cậu hưởng thụ thêm chút cuộc sống thoải mái ở thành phố chứ đeo cái danh người gác đêm mà đi, mệt lắm. Lê Văn Vân có hơi phiền muộn, anh khoát khoát tay, nói trời có sập xuống cũng có những người trẻ chúng tôi đỡ, nếu chuyện không hay xảy ra thật, tôi sẽ chém một đao đó thay lão già kia. Coi như nhóc con cậu còn có chút lương tâm, chắc nhất mình cười lạnh nói, nhưng mà không cần đâu, chút trình độ của cậu đi chém Hạ Lan Sơn còn được, còn thật sự muốn. Vương Hồng khoát tay, cắt ngang lời ông ta. Trường 374 thật hay giả vậy. Tiến Trác Nhất Minh và Vương Hồng đi rồi, Phạm Nhược Tuyết mới nói, dạo này người của thế giới ngầm hoạt động càng ngày càng thường xuyên, đặc biệt là người của Hồng Nguyệt, hai ông cụ cũng là phòng trước tính sau. Lê Văn Vân nhíu mày, nói, vẫn là câu nói cũ, nếu thật sự đến ngày đó, tôi sẽ giúp ông già chém một đao kia, cho dù là chết thì tôi cũng không tốn công đi giúp lão quản lý người gác đêm đâu. Sau đó, anh lại nhìn về cái dương gỗ kia, nói, mấy thứ này mấy người lấy dùng đi, chứ bọn chúng đối với tôi bây giờ mà nói cũng không có tác dụng anh nói rồi thì trở về phòng lý tiểu u nhìn bóng lưng lê văn vân nói anh lê văn vân hình như không được vui hoàng thi kỳ thở dài một hơi nói lê văn vân ban đầu là do ông nội trác đem về từ trong tù rồi đưa đến người gác đêm tính của ông nội trác cũng như con nít vậy tuy là bình thường hai người cứ cãi nhau trí chóe nhưng quan hệ của bọn họ thực ra rất tốt thân như cha con có lẽ là lê văn vân nghe mấy câu hồi nãy nên trong lòng có hơi khó chịu nhưng mà anh ta ngủ một giấc thì chắc là không sao nữa đâu lý tiểu u lầu bầu nói được rồi cùng lúc đó lê văn vân xếp bằng ngồi trong phòng anh nhắm mắt sắc mặt từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh suốt đêm lê văn vân không nói chuyện qua ngày thứ hai anh mới mở mắt sau một đêm anh dường như khôi phục lại không ít so với bình thường còn dậy sớm hơn một tẹo sau khi rửa mặt đơn giản xong liền ra cửa chạy về phía công ty. Đến công ty, anh lại đi tới trong phòng tiêu thụ, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mọi người trong đó nhìn về phía anh đều có chút kinh ngạc. Trong lòng Lê Văn Vân có hơi là lạ, nhưng anh cũng không quá để ý rồi chạy tới chỗ của mình, đặt mông ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía Lâm Nhã bên cạnh, nói, "Buổi sáng tốt lành." Mặt của Lâm Nhã hơi ửng hồng, sau đó khẽ nói, "Ngày hôm qua, cảm ơn anh nha, tại vì công việc này tôi đã được vào chính thức rồi." nhưng mà trích phần trăm thì phải tháng sau công ty mới phát cho tôi đến chừng đó tôi mới có thể cho anh được lê văn vân cười cười nói không sao đâu tôi không cần gấp mà mấy người đó cứ nhìn tôi một cách kỳ lạ làm gì vậy lê văn vân bàn hỏi anh không biết à bởi vì anh với tôi lấy số tiền này trở lại nên bây giờ công ty nhốn nháo cả lên rồi lâm nhã nói tới chỗ này sao lại có hơi ngượng ngùng nói lê văn vân buổi chiều sau khi tan làm tôi mời anh ăn cơm nha Người đẹp đã hẹn thì dĩ nhiên không có lý do từ chối rồi, Lê Văn Vân bèn gật đầu, được thôi. chương 375, cậu chính là Lê Văn Vân. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi, chả mất gì cũng kiếm được 60 vạn. Rõ hời, Lê Văn Vân cười he he trả lời. Anh ta có phần không tin lời nói của Lê Văn Vân, dù sao rất nhiều người đi trước đó, cuối cùng đều phải vào bệnh viện. Đương nhiên những người đó không lăn lê gào khóc om sòm, chẳng lẽ thật sự lấy được nhờ vào chiêu này, quán ba bên kia sợ to chuyện. Anh ta nghĩ không ra nhưng đồng thời cũng hơi ghen tị. Đây là trích phần trăm của số tiền đó, tương đương lấy được 60 vạn, một tổ trưởng tiêu thụ như anh ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm. Lê Văn Vân, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện vương ý với vẻ mặt không có ý tốt đang nhìn mình. Vương ý định lợi dụng khoản nợ xấu để uy hiếp Lâm Nhã khiến cô ta đâm lao phải theo lao, bắt buộc phải đồng ý với anh ta. Như vậy thì vương ý có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Lâm Nhã. Nhưng Lê Văn Vân lại giúp Lâm Nhã giải quyết khoản nghiệp vụ này làm vương ý rất khó chịu. Có chuyện gì? Lê Văn Vân dương mắt hỏi. Người của tiêu thụ số 2 bên cạnh giật giật khóe miệng. Ở tổ tiêu thụ bên này, chưa có ai dám nói với vương ý như vậy, Lê Văn Vân là người đầu tiên. Vương Ý nhíu mày, cười khẩy một tiếng rồi nói, "Đến phòng làm việc của tôi, phó tổng giám đốc của chúng ta tìm cậu." Nói xong, anh ta xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Đám người Lâm Nhã bên cạnh chợt biến sắc. "Toi rồi, Lê Văn Vân xui xẻo rồi." Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Lê Văn Vân nhìn về phía Lâm Nhã hỏi, "Phó tổng giám đốc là ai?" "Là cậu của Vương Ý." Lâm Nhã mím môi nói, "Vương Ý cũng dựa vào cậu của anh ta mới leo lên được vị trí này." Lê Văn Vân hiểu rồi. Thảo nào hôm qua Vương Ý này còn khom lưng cúi đầu với mình, hôm nay bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ, thì ra là đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Anh sờ mũi, vui vẻ đi về phía phòng làm việc. Lê Văn Vân nhanh chóng đi vào phòng làm việc, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên mà âu phục màu lam đang ngồi bên trong, ông ta thấy Lê Văn Vân đi vào thì quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi. Cậu chính là Lê Văn Vân. Có chuyện gì? Lê Văn Vân hỏi: "Lê Văn Vân, đây chính là phó tổng giám đốc của công ty chúng ta, phó tổng giám đốc Phùng Phùng kính, cậu nói kiểu gì vậy?" Vương Ý trừng mắt nói. Lê Văn Vân nhìn anh ta đáp lại: "Tôi cũng đâu phải anh, thấy người có địa vị thấp hơn mình thì lên mặt ra oai, gặp người có chức vị cao hơn thì khom lưng cúi đầu." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 376 đây chính là nhà họ Vương đó. Phùng Kính vội vã đứng dậy, khách sáo nói tổng giám đốc bành là thế này nghe nói nhân viên mới tới của chúng ta đã giải quyết xong nợ xấu của quán ba thanh nguyệt nên tôi đến gặp cậu ấy nhân tiện nói chuyện với cậu ấy vài câu đương nhiên ông ta sẽ không nói ra việc mình uy hiếp lê văn vân trước mặt bành hàn đông lê văn vân ở bên cạnh cười nhạo vừa rồi người này còn lên mặt ra oai bây giờ sợ sệt giống như cháu chất ấy bành hàn đông nhíu mày nói mấy người đi ra ngoài một lúc tôi tuyên bố một việc phùng kính nhìn lê văn vân thật sâu không hề che giấu vẻ uy hiếp trong ánh mép lê văn vân không nói gì đi theo bành hàn đông ra ngoài cửa bành hàn đông vỗ tay tất cả mọi người dùng công việc đang làm lại một lát tôi muốn tuyên bố một việc mọi người đều đứng lên nhìn về phía bành hàn đông hôm qua tôi và tập đoàn thế gia của nhà họ vương ở yến kinh bàn bạc hợp tác một hạng mục cần tiến hành kết nối tiêu thụ bên này bành hàn đông mở lời giọng nói vừa dứt chỉ trong thời gian ngắn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là nhà họ vương đó. Thế ra giàu sang chân chính, bên trong vững chắc, khó có thể ước lượng được của cải. Nếu như ai có thể phụ trách khoản nghiệp vụ này, chưa nói đến sẽ kiếm được món tiền lớn, tuyệt đối sẽ được thăng chức trong công ty, một đêm phất lên cũng không phải là không thể. Lê Văn Vân đứng một bên sờ sờ mũi, cười thầm trong lòng, anh biết chắc chắn là việc này do Phạm Nhược Tuyết và người gác đêm sắp xếp dùng cách này đưa mình đến bên cạnh vương giai kỳ phía nhà họ vương chỉ định một người bên bộ phận tiêu thụ của chúng ta bành hàn đông nói tiếp chính là người đứng cạnh tôi đây lê văn vân người trong bộ phận tiêu thụ lập tức ngớ người lê văn vân mới vào bộ phận tiêu thụ ngày hôm qua cũng không được chào đón ẩm ý phô trương đương nhiên sau khoản nghiệp vụ ngày hôm qua thì lê văn vân mới xem như nổi danh trong bộ phận tiêu thụ nhưng mọi người cũng chỉ nghe tên chứ chưa nhìn thấy người tên lê văn vân này chỉ là họ cũng biết lê văn vân chỉ là một người mới vào làm mà thôi thế mà giờ họ lại được thông báo người mới này sắp phụ trách nghiệp vụ qua lại với nhà họ vương lúc này tất cả mọi người đều thẫn thờ cũng có người thông minh cẩn thận suy ngẫm lại một số việc tuy quy mô của công ty trí đạt này không nhỏ nhưng so với thế gia như nhà họ vương thì còn kém xa lắm lê văn vân mới đến một ngày mà nghiệp vụ này đã tới rồi hơn nữa còn rơi xuống đầu lê văn vân có nghĩa là rất có thể khoản nghiệp vụ này là do Lê Văn Vân mang đến. Chương 377, hoàn toàn không tìm được. Đỗ Thương Bắc đang đi bộ lòng vòng, ông ta cầm một điếu thuốc trong tay, vành mắt thâm quầng và tơ máu dày đặc trong mắt. Tít tít tít. Điện thoại của ông ta vang lên. Đỗ Thương Bắc vội vã nghe điện thoại hỏi, thế nào rồi? Đã tìm được chưa? Hoàn toàn không tìm được. Đầu điện thoại bên kia nói, chúng tôi đã xem hết giám sát trong khu chung cư rồi chỉ thấy được cảnh cô chủ vào nhà, còn đi ra thế nào thì toàn bộ đều không có, gọi điện thoại liên tục nhưng không cách nào kết nối được. Giống như, giống như là cô chủ biến mất trong không khí ấy. Đỗ thương bác nghe vậy, cơ thể vô thức lùi về sau một bước. Bộ phận tiêu thụ, tập đoàn trí đạt. Lúc này, mọi người trong bộ phận tiêu thụ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Câu nói của Bành Hàn Đông cũng có nghĩa là vương ý và cậu của anh ta phó giám đốc của tập đoàn trí đạt sắp rời khỏi công ty, Bọn họ bị đuổi việc rồi. Hơn nữa hình như là bởi vì Lê Văn Vân, người mới đến công ty hôm qua. Không ai biết nguyên nhân vì sao. Thế nhưng trong lòng đa số người của bộ phận tiêu thụ đều vô cùng vui vẻ. Người của bộ phận tiêu thụ có rất nhiều ý kiến với bản thân Vương Ý, con người anh ta thấy cô gái nào xinh đẹp là lại muốn đi dụ dỗ, lúc bình thường còn thích sĩ diện với người khác. Bây giờ anh ta rời đi, tất nhiên người khác cực kỳ vui vẻ với việc này. Đương nhiên bọn họ cũng không thể hiện sự vui vẻ này ra ngoài. Lâm Nhã đứng phía sau, cô ta lặng lẽ nhìn Lê Văn Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ đều biết nguyên nhân khiến bọn họ bị đuổi là bởi vì Lê Văn Vân. Lê Văn Vân mới vào làm được một ngày đã mang đến cho bọn họ rất nhiều điều không đoán được. Tổng giám đốc bành, tôi, tôi, lúc này, phùng kính hơi lắp bắp. Ban đầu ông ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ là một nhân viên mới, dù có quan hệ sơ sơ với Bành Hàn Đông nhưng dù gì mình cũng là phó tổng giám đốc của công ty. Đuổi một nhân viên, hẳn là Bành Hàn Đông sẽ nể mặt mình. Chương 378 Tôi không biết việc này thật mà. Vương Gia Kỳ mở công ty, khẳng định người hợp tác không chỉ có một nhà trí đạt. Bình thường, người giao tiếp với cô ta cũng không phải ít. Tôi biết rồi, Lê Văn Vân gật đầu nói, gửi địa chỉ của cô ta cho tôi. Bành Hàn Đông gật đầu nói, được. Tít tít tít. Đúng lúc đó, đột nhiên điện thoại di động của Lê Văn Vân reo lên. Lê Văn Vân cầm điện thoại lên nhìn thấy là Đỗ Thương Bắc gọi đến thì hơi kinh ngạc. Trước anh để Nguyễn Vũ Đồng đến chỗ của Đỗ Thương Bắc làm việc, sau đó chào hỏi Đỗ Thương Bắc vài câu. Bình thường bọn họ rất ít khi liên lạc. Lê Văn Vân nhận cuộc gọi nói: "Alo." Giọng nói của Đỗ Thương Bắc ở đầu điện thoại bên kia có hơi khàn, ông ta mở lời. "Lê Văn Vân, chứ không thể không gọi điện nhờ cháu giúp đỡ. Sao vậy? Lê Văn Vân hỏi thăm. Tịch tịch, mất tích rồi, Đỗ Thương Bắc nói, hôm qua con bé về đến Giang Thành, buổi tối tài xế đưa con bé đến chỗ ở. Lúc đó, chú vẫn lo lắng cho an toàn của con bé, cho nên buổi tối không ngủ được, đến khi tài xế báo tin cho chú, chú lập tức gọi điện thoại cho con bé, sau đó phát hiện cuộc gọi bị từ chối, lúc chú gọi lại thì điện thoại bị người khác tắt máy rồi giọng nói của đỗ thương bắc truyền ra trong điện thoại tính cách của tịch tịch không như vậy dù rất buồn ngủ con bé cũng sẽ nghe điện thoại của chú lúc đó chú nghi ngờ con bé xảy ra chuyện chú vội vàng bảo tài xế còn chưa rời đi trở lại xem xét đỗ thương bắc nói tiếp sau khi tài xế trở lại phòng thì phát hiện cửa bị mở ra tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của tịch tịch chúng ta báo cảnh sát kiểm tra tất cả giám sát cũng không tìm được người giống như tịch tịch biến mất trong không khí vậy đỗ thương bắc cười gượng chú biết chỉ có những người có tài như các cháu mới có bản lĩnh này không phải trước đó các cháu nói người của hồng nguyệt vẫn muốn bắt cóc con bé để đối phó với chú à chú bèn nghĩ tới lê văn vân nghe đến đây sắc mặt cũng sầm xuống nhưng anh vẫn nói chú đỗ chứ đừng cuống thế này đi cháu lập tức đến giang thành nhất định sẽ giúp chú cứu tịch tịch về trong khoảng thời gian đô tịch tịch và lê văn vân sống với nhau quan hệ giữa hai người đã trở nên cực kỳ tốt tuy khác với tình đồng đội sống chết của Hoàng Thi Kỳ nhưng cũng coi như là bạn tốt. Tất nhiên Lê Văn Vân muốn nhúng tay vào chuyện của cô, hơn nữa có thể chuyện này còn liên quan đến Hồng Nguyệt. chương 379 có đem theo đau không? Nghe vậy, vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh nghĩ đến câu nói lúc chắc nhất mình tìm được mình trước kia, vương dài kỳ cực kỳ quan trọng, cần phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Tôi biết rồi, Lê Văn Vân gật đầu đáp, còn nữa, hoa hồng đỏ, nếu tôi phát hiện chuyện này có liên quan đến cô tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu tôi biết tôi sẽ không lừa dối anh tôi còn muốn dựa vào anh để thoát khỏi hồng nguyệt mà hoa hồng đỏ nói ngắt cuộc gọi chân mày lê văn vân nhíu chặt bành hàn đông hỏi sao thế xảy ra chuyện gì rồi à ừ lê văn vân gật đầu nói tôi phải đi giang thành một chuyến nghiệp vụ của nhà họ vương bên này bành hàn đông hỏi chuyện nghiệp vụ ông cứ phải một người qua đó liên hệ trước đi, lâm nhã của tổ tiêu thụ số 2 ấy. Lê Văn Vân nói, sau khi về tôi sẽ thay thế. Bành Hàn Đông gật đầu, được rồi. Sau khi Lê Văn Vân từ trên tầng đi xuống bèn chạy thẳng đến nơi ở của Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân về tới chỗ ở của Phạm Nhược Tuyết thì thấy Hoàng Thị Kỳ đang ngồi trên sofa xem TV và trước mặt cô ta có một đống đồ ăn vặt rất lớn ở trên bàn. Anh lại trốn việc à? Hoàng Thị Kỳ cười hỏi. Sau khi nói xong, cô ta thấy sắc mặt của Lê Văn Vân không được tốt lắm thì nhanh chóng ngồi dậy và hỏi có chuyện gì rồi hả? À? Trong hai căn phòng kia, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U bước ra ngoài, Phạm Nhược Tuyết hỏi sao vậy? Hôm qua đỗ tịch tịch đã mất tích rồi, tôi phải đến Giang Thành một chuyến mới được. Lê Văn Vân nói, có đem theo đao không? Phạm Nhược Tuyết hỏi, tôi bay chuyến bay hàng không dân dụng nên chắc chắn không được mang theo đao lê văn vân nói ở đây nhờ mọi người trông chừng kỹ chuyện của vương giai kỳ hơn tôi sẽ tìm được đỗ tịch tịch càng sớm càng tốt sau đó quay lại đây bây giờ ông cụ vẫn còn ở đây cho nên chắc chắn vấn đề an toàn của vương giai kỳ sẽ không có vấn đề gì đâu phạm nhược tuyết khẽ nhíu mày nói được vậy anh chú ý an toàn một chút họ không quá lo lắng về sự an toàn của lê văn vân mặc dù anh không mang theo đạo nhưng đối phương không biết đến danh tính của lê văn vân trừ khi bùi nghinh tùng đích thân đến nếu không thì lê văn vân sẽ không gặp vấn đề gì lớn hoàng thi kỳ nói tôi sẽ đi với anh lê văn vân lắc đầu nói tôi đi một mình là được rồi vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục cô nên tranh thủ khoảng thời gian này để hồi phục một phần vết thương rồi mới nói hoàng thị kỳ gật đầu lê văn vân dặn dò họ vài câu rồi sau đó cùng rời khỏi đó với phạm nhược tuyết anh đặt vé máy bay qua mạng Phạm Nhược Tuyết chủ động chở Lê Văn Vân đến sân bay. chương 380, có diễn biến gì mới không? Tập đoàn Cường Thịnh là trụ sở công ty của Đỗ Thương Bắc và họ đã hẹn gặp nhau tại đây. Vừa lên xe, điện thoại di động của anh liền vang lên, là Đỗ Thương Bắc đang gọi tới. Alo, sau khi bật điện thoại di động lên thì Lê Văn Vân hỏi, có diễn biến gì mới không? Đỗ Thương Bắc gật đầu nói, vừa rồi có người liên hệ với chú nói rằng tịch tịch đang ở trong tay ở trong tay anh ta anh ta muốn một cái xương đang ở trong tay chú hả một cái xương sao lê văn vân hơi nhíu mày lại ừ một cái xương đỗ thương bắc nói đúng là trong nhà của chú có một cái xương như vậy nó được truyền lại từ tổ tiên của chú tương truyền rằng nó có thể phù hộ cho gia đình chú giàu có qua nhiều thế hệ nó được gọi là xương rồng và đến đời chú thì nó được truyền lại cho chú anh ta hẹn gặp chú ở đâu? Lê Văn Vân hỏi. Anh ta kêu chú chờ điện thoại, Đỗ Thương Bắc nói, anh ta cũng nói rằng anh ta biết chú có quen biết với người của người gác đêm, vì vậy bảo chú không được liên lạc với người của người gác đêm. Lê Văn Vân gật đầu nói, cháu hiểu rồi, chú hãy cúp điện thoại trước đi. Đợi cháu đến công ty của chú rồi hãy kể chi tiết hơn. Đỗ Thương Bắc gật đầu. Nửa tiếng sau, Lê Văn Vân đến công ty một cách thuận lợi thời gian mà Lê Văn Vân rời khỏi Giang Thành không tính là cách đây quá xa. Trước đây, anh đã ở đây một khoảng thời gian với tư cách là trợ lý của Đỗ Tịch Tịch và có thể thấy rõ ràng là Đỗ Thương Bắc đón tiếp anh nên khi anh bước vào thì người ở quầy lễ tân đã chủ động quẹt thẻ cho anh và để anh đi qua. Lê Văn Vân theo thói quen đi đến thang máy và cặp lông mày của anh khẽ nhúc nhích ngay khi anh đến chạm dừng thang máy. Ở lối vào thang máy, Nguyễn Vũ Đồng xinh đẹp dạng người đang đứng sờ sờ ở đó, cô ta đang nói nói cười cười với một người đàn ông trẻ tuổi họ đứng đó mà không nhận ra sự xuất hiện của lê văn vân lê văn vân cũng không nói gì anh chỉ đứng ở phía sau hai người bọn họ chờ thang máy vũ đồng à tối nay cô có rảnh không người đàn ông trẻ tuổi lịch sự nho nhã nói vẻ mặt của lê văn vân hơi dao động hình bóng của nguyễn vũ đồng vẫn còn đó dù cô ta mới đến công ty này một thời gian ngắn nhưng xung quanh cô ta đã có rất nhiều đàn ông độc thân vây quanh rồi. "Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh." Nguyễn Vũ Đồng hờ hững nói. "Vũ Đồng à, tôi biết rằng giám đốc Hà cũng đang theo đuổi cô, nhưng anh ta có điểm nào tốt hơn tôi chứ? Không phải chỉ là lương cao hơn tôi một xíu thôi sao?" "Tôi mới vào công ty làm chưa được bao lâu." Người đàn ông trẻ tuổi nói. Nguyễn Vũ Đồng khẽ liếc nhìn anh ta rồi sau đó vẫn lạnh nhạt nói, "Được rồi." Đừng nói nữa, thang máy đến rồi kìa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 380.